Tám, hai bắp chân Như Lai tuần tự thon tròn như bắp chân của Nai Chúa Ế Nê Gia Tiên. Đó là tướng thứ 8. 9. Đôi cánh tay Như Lai tròn trịa dài thẳng như vòi voi Chúa. Khi đứng thẳng thì đụng gối. Đó là tướng thứ 9. 10. Âm tướng của Như Lai ẩn kín giống như long mã hoặc như voi Chúa. Đó là tướng thứ 10. 11. Mỗi lỗ chân lông của Như Lai đều xanh. Một sợi lông mềm mại xanh biếc xoay về phía phải. Đó là tướng thứ 11. 12. Lông tóc Như Lai ngay thẳng và lướt lên trên, xoay về phía phải mềm mại xanh biếc, trang nghiêm thân kim sắc, rất xinh đẹp. Đó là tướng thứ 12. 13. Da trên thân Như Lai mịn mỏng trơn láng, bụi đất nước đều không thể bám. Đó là tướng thứ 13. 14. Da trên thân Như Lai thuần một màu vàng ròng sáng sạch lóng lánh như đài bằng vàng xinh đẹp, được các vật báu trang sức mọi người đều thích. Đó là tướng thứ 14. 15. Bảy chỗ là lòng hai bàn chân, lòng hai bàn tay, cổ và hai vai của Như Lai đều đầy đặn. Đó là tướng thứ 15. 16. Vai ót Như Lai tròn trịa xinh đẹp. Đó là tướng thứ 16. 17. Bắp tay và nách Như Lai đều đầy đặn. Đó là tướng thứ 17. 18. Dung mạo Như Lai cao lớn ngay thẳng. Đó là tướng thứ 18. 19. Thân tướng Như Lai cao lớn trang nghiêm. Đó là tướng thứ 19. 20. Thể tướng Như Lai cao rộng tròn đầy như cây nặc cù đà. Đó là tướng thứ 20. 21. Cằm ngực và nửa thân trên của Như Lai oai phong rộng lớn như sư tử chúa. Đó là tướng thứ 21. 22. Quanh mình Như Lai thường có ánh sáng chiếu ra một tầm. Đó là tướng thứ 22. 23. Như Lai có 40 cái răng đều đặn bằng phẳng kín sạch gốc sâu trắng hơn ngọc kha tuyết. Đó là tướng thứ 23. 24. Bốn răng cửa của Như Lai trắng đẹp bén. Đó là tướng thứ 24. 25. Như Lai ăn gì cũng biến thành vị ngon nhất trong các vị. Đó là tướng thứ 25. 26. Tướng lưỡi Như Lai mỏng sạch dài rộng, có thể che kín mặt cho đến tai và mí tóc. Đó là tướng thứ 26. 27. Phạm âm của Như Lai có từ ngữ và âm vận rộng và tao nhã, dù chúng nhiều ít cũng đều nghe được âm thanh vang rền giống như tiếng trống trời, phát ngôn thánh thót như tiếng chim tần ca. Đó là tướng thứ 27. 28. Lông mi Như Lai giống như mi châu chúa xanh biếc ngay thẳng, không lẫn lộn nhau. Đó là tướng thứ 28. 29. Còn người mắt của Như Lai xanh biếc trắng trong, có vòng hồng trang sức xung quanh lóng lánh rõ ràng. Đó là tướng thứ 29. 30. Khuôn mặt Như Lai giống như trăng rằm, lông mày sáng và sạch như cây cung của vua trời. Đó là tướng thứ 30. 31. Giữa trọng mày Như Lai có tướng lông trắng mềm mại, xoay qua phải như bông đổ la, trắng trong sáng sạch hơn ngọc kha tuyết. Đó là tướng thứ 31. 32. Nhục kế trên đảnh của Như Lai nhô ca tròn trịa giống như lộng trời. Đó là tướng thứ 32. Đó là 32 tướng tốt của bậc đại sĩ. Hết quyển thứ 469.